Chiến thắng này tiếp tục tạo ra lợi thế lớn cho ông Trump khi theo số liệu của The Hill thì tổng số đại biểu ông giành được đến nay đã là 221 đại biểu, vượt xa bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc và là người cạnh tranh vị trí ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa khi bà Haley tới nay chỉ giành được 43 đại biểu. Kết quả này cũng đưa ông Trump quay lại mạch chiến thắng, vốn bị gián đoạn sau khi ông bị bà Haley đánh bại trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tổ chức hôm 3 tháng 3 ở thủ đô Washington DC. The Hill cho biết, chiến thắng ở bang Bắc Dakota của ông Trump diễn ra ngay trước thềm sự kiện siêu thứ ba 5 tháng 3, khi cử tri tại 16 bang và một vùng lãnh thổ của Mỹ đồng loạt tổ chức bầu cử sơ bộ.